Vâng, xin Việt Nam xin chào các bạn. Trong list các clip mà chúng tôi đã thực hiện trước đó, rất nhiều bạn đã gửi phản hồi lại cho chúng tôi. Cảm ơn rằng chúng tôi luôn luôn giới thiệu với các thiết bị bếp công nghiệp một cách công bằng, chính xác và khách quan nhất. Mặc dù có một số bạn chưa có điều kiện được sở hữu những sản phẩm mà chúng tôi đề cập, nhưng qua một số thông tin, dữ liệu mà chúng tôi đưa ra trong các clip, bạn đó đã có một chút vốn kiến thức đủ để có thể lựa chọn đúng đắn nhất những sản phẩm mà bạn cần dùng. Thực sự đây là niềm vui, niềm hạnh phúc cũng như là món quà lớn nhất đối với đội ngũ Rosin Việt Nam chúng tôi. Bởi chúng tôi luôn luôn cho rằng sứ mệnh của chúng tôi, những người thực hiện clip đó chính là giới thiệu, đưa ra các sản phẩm thiết bị bếp tốt nhất tới tay các bạn đầu bếp chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn một loại sản phẩm mới của chúng tôi, chắc chắn sẽ giúp đỡ các bạn được băn khoăn hơn trong việc lựa chọn sản phẩm cho hệ thống bếp của mình. Xin mời các bạn. Sản phẩm mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là một chiếc tủ cơm điện do hãng Coresta sản xuất có mã số là KRRSB4W. Coresta hiện tại là một nhà sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp số 1 tại Hàn Quốc. Sản phẩm của hãng đã có mặt và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, các dòng sản phẩm nổi bật của tủ cơm như Coresta đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng nhờ vào việc có một giá thành rất tốt, chất lượng sản phẩm vô cùng ổn định. Với tư cách là nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 tại Việt Nam, Rossi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để có thể đem sản phẩm tủ nấu cơm của hãng Coresta để tiếp cận với người tiêu dùng về Việt Nam. Quay trở lại với chiếc tủ cơm điện Coresta mã số KRRSB4W mà Rossi Việt Nam muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, thì đây là một chiếc tủ cơm 4 khay sử dụng điện. Sản phẩm có kích thước là 700 x 620 x 800, sử dụng điện áp 220V, tức là chúng ta có thể sử dụng bằng điện áp gia đình mình đấy ạ, không nhất thiết là phải sử dụng điện 3 pha như một số dòng tủ cơm khác. Với chiếc tủ nấu cơm RRSB4W này thì chúng ta có thể nấu lượng gạo lên tới 16 cân và số lượng người ăn cho tới 80 người, và thời gian nấu thì vô cùng ngắn, chỉ từ 55 đến 70 phút thôi. Nếu như mà chúng ta đang là quản lý bếp ăn với hàng trăm hàng nghìn suất cơm mỗi ngày thì sẽ có một vấn đề lớn đặt ra là làm sao thì nấu được đủ số lượng cơm cho gần đấy người, phải không ạ? Nếu như chúng ta nấu bằng phương pháp thủ công thì thứ nhất là chất lượng cơm sẽ không ngon, thứ hai là sẽ không tiết kiệm về nhiều mặt chi phí, ví dụ như là về gạo chẳng hạn, chúng ta sẽ tốn một lượng lớn gạo cho việc bị cháy cơm hoặc là củi lửa hoặc là nhân công. Với Rossi Việt Nam thì chúng tôi luôn có một phương châm, đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và kiến tạo sự thành công. Thì với chiếc tủ nấu cơm điện 4 khay Coresta mã số KRRSB4W này, các bạn những người đầu bếp chúng ta sẽ chỉ mất thời gian là khoảng 55 đến 70 phút có thể nấu xong lượng cơm cho 80 người ăn, rất là nhanh phải không ạ? Các bạn hãy chọn ngay cho mình một chiếc tủ nấu cơm Coresta 4 khay để có thể giải quyết khó khăn một cách đơn giản trong với mỗi một bếp ăn công nghiệp nhé. Bởi vì với nhu cầu ăn uống của người Việt Nam mình thì cho dù bạn đang là đầu bếp của những khách sạn 5 sao hay là bạn đang là người đầu bếp cho những bếp ăn công nghiệp, nhà hàng hoặc trường học thì chúng ta sẽ không thể thiếu được một thiết bị chuyên dụng dành để nấu cơm. Với chiếc tủ cơm điện KRRSB4W này, các bạn sẽ có một người trợ thủ vô cùng đắc lực. Với vỏ ngoài sản phẩm được làm bằng một lớp inox vô cùng sáng bóng, đem lại cho sản phẩm một vẻ ngoài vô cùng thẩm mỹ. Đồng thời là các bạn, những người đầu bếp, những người trực tiếp sử dụng sẽ rất là dễ dàng sử dụng cũng như là dễ dàng trong công việc vệ sinh lau chùi. Chiếc tủ cơm 4 khay của Coresta có lớp cách nhiệt cao cấp và chống nóng giữ nhiệt, có van xả áp đồng đảm bảo an toàn, có van cấp nước tự động cao cấp và có bánh xe vận chuyển dễ dàng và bền bỉ, có van xả đáy cao cấp, có xoang cách tủ cao cấp chống thoát nhiệt. Thông thường thì một chiếc khay cơm sẽ có kích thước theo chiều dài rộng cao là 60 x 40 x 5. Trong điều kiện gạo tiêu chuẩn có tỷ lệ giãn nở thì sẽ đạt tới mức là 3,5 đến 4 cân. Nhưng mà các khách hàng yêu quý của Rossi Việt Nam là nên chú ý một chút nhá. Nếu như chúng ta sử dụng gạo có chất lượng tỷ lệ giãn nở rất là thấp, ví dụ như là gạo Nhật, gạo Thái, tức là gạo cao cấp, thì mức gạo mà khay có thể nấu sẽ nhiều hơn tiêu chuẩn nhà cung cấp đưa ra. Nhưng
nếu như chúng ta sử dụng gạo có tỷ lệ giãn nở cao chẳng hạn. Ví dụ như gạo rượu thì chúng ta sẽ phải lấy một lượng gạo thấp hơn so với số lượng mà chúng tôi vừa đưa ra. Đây là một chiếc tủ cơm dòng bán tự động do hãng Coresta sản xuất, sẽ đem lại cho khách hàng rất là nhiều tính năng cơ bản cho một chiếc tủ nấu cơm chuyên nghiệp. Việc vận hành tủ nấu cơm bán tự động sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Và để đạt được những mong muốn của khách hàng cho một hệ thống tủ nấu cơm chuyên nghiệp, hãng Coresta đã không ngừng nghiên cứu và cho ra thị trường những sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn. Với những tính năng ưu việt hàng đầu thì đến nay hãng Coresta đã cho ra đời rất là nhiều model nấu cơm, tủ cơm từ loại trung bình cho tới dòng tủ cơm thông minh. Các bạn hãy sử dụng ngay tủ cơm Coresta như một sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu của quý khách hàng. Các bạn nếu có nhu cầu tư vấn về sản phẩm hoặc là mong muốn được làm chủ sở hữu cho mình một chiếc tủ cơm như này, các bạn hãy gọi điện thoại ngay cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Chúng tôi sẽ rất là hân hạnh khi được phục vụ quý khách hàng. Đây là bộ phận bên trong của chiếc tủ nấu cơm Coresta 4 khay. Các bạn có thể thấy đây là hệ thống thanh nhiệt và hệ thống quả phao. Giống như ở bên ngoài thì bên trong chiếc tủ cơm cũng được làm hoàn toàn bằng inox để có thể đảm bảo trong khâu an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh lau chùi hơn. Đây là các đợt để chia khay. Chiếc tủ nấu cơm Coresta 4 khay có mã số là RRSB4W do hãng Rossi Việt Nam nhập khẩu của hãng Coresta Hàn Quốc theo đơn đặt hàng của chị Vân, công ty máy giặt là Hồng Hà Long Biên. Vâng, chiếc tủ cơm này theo đơn đặt hàng của chị Vân thì khi mà quý khách hàng nhận hàng sử dụng thì cảm thấy rất là hài lòng, ưng ý. Bởi vì với một sản phẩm công nghiệp dường như là không quá chú trọng về vẻ bề ngoài, thông thường chỉ chú trọng về chất lượng thôi, thì với chiếc tủ cơm 4 khay RRSB4W này đã đáp ứng ngoài sự yêu cầu mong muốn của khách hàng với một sản phẩm chất lượng cao từ bên ngoài cho tới chất lượng của sản phẩm. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm nghía lại một lần nữa chiếc tủ cơm 4 khay do hãng Coresta sản xuất có mã số là RRSB4W nhé. Các bạn trong video sắp tới, các bạn làm việc hiệu quả. Xin chào.